Hello các bạn. Nay mình với ba tụi mình sẽ đi xả stress sau một đêm dài làm việc. Đích đến tụi mình sẽ là Indo đúng không nha? Tụi mình sẽ đi ăn. Taxi đang đợi tụi mình. Khi nào lên taxi mình sẽ cập nhật thêm nha các bạn. Tụi mình đã lên taxi rồi nha các bạn. Đây là chú tài xế. Con làm vlog chú. Em biết vlog không? Là mấy youtuber rồi. Ok. Tới Indo mình sẽ cập nhật tình hình trước nha các bạn. Bạn chưa? Đây. Đi đâu cần đi chưa tâm. Ôi trời ơi, hello.